LED DKV 16 full chúng ta hôm nay có thể sử dụng để làm các ứng dụng điều khiển LED, ứng dụng để làm đồng hồ. Về chi tiết mạch thì mạch sử dụng vi điều khiển Atmega 8 với chuẩn nạp ESP để chúng ta có thể dễ dàng nạp và update lại chương trình. Thì mạch sử dụng hai nguồn đầu vào, đó là nguồn DC 12V, DC 5V để cho bạn có thể tùy chỉnh các nguồn cho mạch điều khiển LED. Điều khiển LED mình có 16 kênh, từ kênh 1 đến kênh 16 với các LED báo tín hiệu 1, 2 đến 16. Mạch có một LED báo điện áp vào, một nút reset để reset lại các hiệu ứng của mình. Thì mạch có các chân mở rộng SH, ST, DS của HC595. Ở đây mình sử dụng các connector KF7.62 thì có thể dễ dàng kết nối dây với kích thước dây lớn để cung cấp nguồn có công suất lớn cho LED. Thì các LED ở đây thì mình có sử dụng các con tip 41C để có thể tăng công suất đầu ra cho mạch. Mạch này còn sử dụng con DS1327. Con này sử dụng thời gian thực, có tính năng hẹn giờ và tắt cho mạch. Ở phiên bản này thì mình sử dụng các con tip 41, các con linh kiện sắp xếp để có thể tăng công suất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến sản phẩm của nhóm. Hãy comment là những sản phẩm các bạn muốn nhóm để review. Hẹn gặp lại các bạn. Hãy like, share và subscribe cho video của nhóm nhé. Xin chào các bạn.